Hàng em vừa về tối hôm qua, duy nhất một cái. Hôm nay em đang cho gieo luôn cải. Cải Saki à? Cải Nhật của giống Đồng Tâm. Mỗi hố thì chắc nó em đã thử test rồi. Hạt nào to một chút ấy, tức là hình dung như hạt loại một ấy, thì nó có thể nó rơi chỉ một hạt thôi, còn nếu hạt bé thì vẫn rơi hai hạt, tối đa là ba hạt. Cái này nó dùng cho được nhiều loại, bắp cải, củ cải, ngô cũng ok. Đây chị cho tay em nào, tay đây. Từ từ nhẹ, từ từ đó. Rồi, cho giả xuống, dí xuống. Đó. Hạt bé, đó vẫn ra ba hạt. Ba hạt này là nó bé. Nhưng mà chỉ đi một lúc thôi, đi một luống này chắc hết khoảng 10 phút. Máy gieo hạt